cây hay loại hoa kiểng thì nhớ vào những phần mô tả sẽ tìm thấy những trang hàng Shopee và Lazada của mình. Rồi đây. À, xin chào mọi người. Chúc mọi người có một ngày thật là vui và tràn đầy sức khỏe trong cuộc sống nha. Hôm nay mình đang ấn tượng sẽ chia sẻ đến mọi người cái series tiếp theo, đó là chúng ta sẽ trồng một cái chậu hoa để bàn làm việc nó thêm sinh động. Thì mọi người cũng như mọi người nhìn thấy trên bàn làm việc chúng ta hiện tại nó đang rất là trống trải. Thì mọi người nhìn thấy nó rất là đơn điệu, không có gì gọi là đẹp đẽ. Bây giờ để cùng chia sẻ với mọi người, mình sẽ để một vài chậu hoa lên bàn để xem nó sẽ thay đổi như thế nào nha. Nào mọi người cùng xem với mình nha. Đấy, mọi người thấy có chút thay đổi về cái bàn làm việc của chúng ta liền thấy không? Mọi người sẽ thấy nó sinh động và nó sẽ ấn tượng và đẹp đẽ hơn. Ví dụ như chúng ta ở đây thì mọi người để ở cái góc tại mình ở đây mình thu gọn nhỏ lại để cho mọi người dễ nhìn thấy hơn. Cái bàn làm việc của ta rất rộng, chúng ta để ở một cái góc xích xích ngoài kia nhìn đứng rất là đẹp. Đúng rồi. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để trồng cái cây sen đá một nước này. Đó, mọi người nhìn thấy dáng nó rất là đẹp phải không? Nào, bây giờ thì mọi người hãy cùng theo dõi với mình để xem cách mình tạo ra một cái chậu hoa bé bé nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này như thế nào, và để chúng ta trưng trên bàn làm việc của chúng ta có thêm phần ấn tượng và sinh động nha. Nào, bây giờ mọi người hãy theo dõi với mình, không làm dài dòng mất thời gian mọi người nữa. Mọi người thấy đó, thì lúc nãy là cái bàn nó trống, bây giờ thì mọi người thấy có những các bạn làm việc của mình, các bạn chọn mình quay video để chia sẻ đến mọi người, nó đã có những loại cây thì mọi người sẽ nhìn thấy nó sẽ khác đi, nhìn thấy trên bàn chúng ta nó có những điểm trang trí nổi bật hơn. Thì đây là cái cây sen đá hôm trước mình đã giới thiệu với mọi người, hôm trước mình trồng dưới loại hoa mùa giờ Úc, thì hôm nay là mọi người nó cũng đã những cây hoa mùa giờ Úc nó cũng đã bắt rễ, nó sống tốt rồi nè mọi người. Đó, mọi người thấy nhìn rất là tinh luôn đây. Ở đây mọi người thấy chậu sen đá này thì mình cũng mới vừa làm cái video gần đây thôi, thì hôm nay nó vẫn đẹp. Và để tiếp theo chuỗi series của mình giới thiệu đến mọi người đó, thì mình sẽ chia sẻ với mọi người hôm nay có hai loại cây mới, cũng là thuộc họ cây mộng nước, nhưng mà người ta cũng gọi nó là sen đá thôi, nhưng mà nó thuộc họ cây mộng nước. Cây này tên là, thì mỗi vùng miền có tên khác nhau, gọi như thế nào thì mình không biết. Cây này gọi là Cerium như mọi người, thì mình biết nó tên như thế thôi. Còn đây là anh chàng, mọi người nhìn thấy rất là độc đáo không? Mình là mình tại vì mình thích cái dáng bonsai lạ lạ của nó là mọi người, cho nên mình sẽ dùng cái cây này để mình tạo một cái chậu để cho bạn làm việc. Cây đô la thẩm thật, bởi vì mọi người nhìn thấy cái lá trắng trắng của nó nè, và nó tròn tròn nhìn giống như đồng đô la, cho nên người ta gọi nó là cây đô la. Ở đây mọi người biết cây này cái gì không? Đây chính là cây lá gấm. Cây này rất là tuyệt vời mọi người. Nói chung nó cái lá của nó lạ ở chỗ là có ba màu sắc khác nhau, này thích hợp trồng cho hàng rào hay sân vườn, trang trí rất là đẹp mắt luôn. Lá của nó màu sắc rất là sặc sỡ quanh năm luôn đó mọi người. Đây để cho mình quay xe cận cảnh cho mọi người xem, đây chính là lá của cái cây lá gấm luôn rồi, mọi người nhìn thấy tuyệt vời không? Cái lá nó rất độc đáo luôn đó, mọi người thấy không? Nhìn rất là đẹp mắt. Mọi người sở hữu những loại cây hay loại hoa kiểng thì nhớ vào những phần mô tả sẽ tìm thấy những trang hàng Shopee và Lazada của mình. Còn ở đây mình không có dài dòng là mất thời gian mọi người nữa. Thì hôm nay cái chủ đề chính thì cũng vẫn là trang trí những chậu hoa để bàn giống như thế này, để cho cuộc sống của chúng ta nó được thư giãn và thoải mái hơn trong những lúc chúng ta làm việc. Hôm nay mình sẽ không trồng trong những chậu nhỏ mà mọi người, mình trồng trong một cái lu được mọi người. Mọi người thấy cái này giống như cái lu mọi người thấy không? Nó ra được gốm sứ tráng men rất là đẹp luôn mọi người, nhìn rất là sắc sảo luôn. Có trái tim để chữ rồ manh tiệp cho mọi người, thấy rất là đẹp thấy không? Thì hôm nay mình sẽ dùng chính cái bình này để mình kết hợp hai cây này
để mình tạo ra một cái sản phẩm, đó chính là cái ly bởi để bàn làm việc của chúng ta cho nó đẹp như thế nào nha. Nào mọi người hãy cùng theo Rồi, dõi. hôm nay cũng là xin giới thiệu với mọi người những cái cách để mà chúng ta tạo ra một cái chậu hoa để bàn đẹp. Thì mọi người thấy trên tay mình nè, cây này gọi là thuộc họ cây mọng nước, tên là Cerium. Thì mọi người nhìn thấy nè, nhìn rất là độc đáo, những cánh hoa nhỏ li ti này nở rất là đồng đều, nhìn rất là đẹp mắt đó, mọi người thấy không? Mình sẽ kết hợp trồng chung với cái anh chàng này. Cây này cũng thuộc họ cây mọng nước nữa mọi người. Cũng và hôm nay mình sẽ dùng cái chậu này đây, mọi người thấy có hình trái tim để chữ rồ anh thiệt rất là đẹp luôn, mọi người thấy không? Hôm nay mình sẽ dùng một tờ giấy báo để mình lót xuống, để mình để vào cái phân của nó mọi người, cho nó sạch sẽ chút xíu. Như hôm trước để dơ cái bàn quá. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng lại phân cũ, bởi vì cái cây này mọi người, cái phân của nó còn rất là nhiều luôn, nên mình sẽ đổ ra. Người thấy cái cây này nó có dáng rất là đẹp luôn mọi người thấy không? Nhưng mà khi mình trồng mình phải trồng xích trên đây để nó giữ cái cây này lại cho nó chắc cho mọi người. Chứ để không là nó gió nó ngã nó lật liền. Mình sẽ sử dụng lại phân cũ của nó thôi, không cần phải lấy phân mới làm gì nữa mọi người. Mọi người chừa một khoảng trống trên đây để một chút xíu người ta trồng cái cây này vô mọi người. Không, mình chừa lên một một lớp như thế này để một chút xíu nữa mình chiết cây này ra, mình sẽ trồng nó vòng vòng cái chậu dưới đây cho nó bít hết kè hết để cho nó phủ xanh, mình nhìn sẽ rất là đẹp mắt, bởi vì giống như là cái cây này nó được trồng ở trên một cái đồng cỏ đó mọi người thấy xanh, màu xanh rất là đẹp mọi người thấy không? Cây này nó nhỏ xíu mọi người, rất là mỏng manh luôn, cho nên mình phải nâng niu nó giống như nâng trứng nhẹ nhàng vậy đó nha. Mọi người thấy nè, ở đây là nó khô queo luôn, hình như là không có tưới nước luôn đó nha mọi người. Nhưng mà rễ bên dưới này mọi người thấy cái cây nhỏ xíu nhưng mà rễ ăn ở dưới rất là nhiều luôn, mình phải cẩn thận nhẹ tay với nó mới được. Mình sẽ test ra rồi, rất là khó lấy luôn, chắc có lẽ phải hy sinh vài nhánh rồi. Rồi sau khi trồng xong, trồng cái cây gì cũng vậy mọi người, thì tới khâu cuối cùng là khâu công đoạn chúng ta vệ sinh cho nó. Mình sẽ dùng một cái khăn để mình lau. Đây mình đang quay nhân vật chính của mình nè mọi người. Đó, mọi người thấy không?
rồi, thì Giáo chia sẻ về cách đi trồng một cái chậu hoa đậu kiển để bàn của những cái loại cây mọng nước mà ở đây thì mình thường gọi là sen đá của miền Tây Ấn Tượng. Chia sẻ với mọi người đến đây cũng hết rồi, mọi người thấy đây chính là cái chậu hoa có dáng bonsai thì rất là độc đáo để chúng ta để bàn làm việc. Mọi người hãy cho miền Tây Ấn Tượng một like nhé, và nhớ bấm vào nút đăng ký phía bên phải màn hình của chúng ta. Mình có một hai gian hàng Shopee và Lazada với phần mô tả. Mọi người nếu ai yêu thích hoa kiển và muốn sở hữu những loại cây kiển độc đáo và lạ mắt thì hãy vào phần mô tả bên dưới tham quan hai gian hàng Shopee và Lazada của mình. Còn nếu như mọi người muốn mua những sản phẩm với số lượng nhiều thì hãy liên hệ qua số Zalo của mình, tất cả đều nằm ở dưới phần mô tả. Và mọi người hãy nhớ rằng nếu yêu thích hoa kiển và yêu thích những loại cây cỏ, thích trang trí những cây trồng thì hãy đăng ký kênh miền Tây Ấn Tượng, và cảm thấy video của mình hay hữu ích thì hãy chia sẻ đến mọi người, và nên nhớ hãy cho mình một like nhé. Và video của miền Tây Ấn Tượng đến đây cũng kết thúc rồi, bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở một cái video gần nhất nha.